Malaysia dọa bỏ AFF cấp nếu không được bổ sung người thay cầu thủ mắc Covid-19. Theo báo chí Malaysia, đội tuyển nước này có thể bỏ giải AFF cấp 2020 nếu Singapore không giải quyết đề nghị của huấn luyện viên Tang Chen Hoe về việc bổ sung người sau khi bốn cầu thủ Malaysia mắc Covid-19. Phản ứng căng thẳng của phía đội tuyển Malaysia là điều dễ hiểu bởi hiện tại. Nhà ác quân AFF Suzuki Cup 2018 chỉ còn 19 cầu thủ trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam vào tối ngày 12 tháng 12 bốn cầu thủ của Malaysia mắc Covid-19, trong khi một người bị chấn thương. Trả lời báo chí Malaysia, huấn luyện viên Tang Chen Hue tỏ rõ sự lo lắng, chúng tôi đã gửi yêu cầu thay cầu thủ. Vấn đề này còn liên quan đến chính sách của nhà nước Malaysia. Tất cả cầu thủ, bất kể vị trí nào, phải sẵn sàng. Theo trang Stadium Mastro của Malaysia, thầy trò ông Tang Chen Hue có thể bỏ giải nếu không được đáp ứng yêu cầu bổ sung cầu thủ. Hy vọng Liên đoàn bóng đá Malaysia, FAM sẽ làm đơn sớm trước khi tình hình tồi tệ hơn là đội tuyển Malaysia rút lui khỏi giải đấu khu vực. Phóng viên Saiful Samsudin của Stadium viết, điều rất đáng lo cho Malaysia là tiền đạo chủ lực Safawi Rajit có thể bị lây bệnh. Safawi ở cùng phòng với Akia Rasid, người đã nhiễm virus COVID-19 trước đó. Akia đang cách ly 10 ngày, nghỉ trong trận Malaysia tháng 4 không trước là hôm 9 tháng 12, với lực lượng 19 cầu thủ còn lại. Huấn luyện viên Tang Chen Hoa đối mặt với nhiều nỗi lo, số ca dương tính của đội Malaysia có thể tiếp tục tăng lên, trong khi những trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam và Indonesia chưa diễn ra, FAM đã làm đơn xin bổ sung cầu thủ gấp. Tuy nhiên, theo quy chế của AFF Cup 2020, các đội tuyển chỉ được bổ sung hoặc thay thế thủ môn với lý do bất khả kháng có xác nhận của bác sĩ. Thế nên, yêu cầu bổ sung và thay thế cầu thủ ở các vị trí khác của FAM có thể bị từ chối. Hơn nữa, nếu liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF chấp thuận, các đội tuyển khác sẽ phản ứng, còn nếu không được đáp ứng, Malaysia dọa bỏ giải. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì tập luyện khép kín, nhằm nỗ lực đảm bảo an toàn tối đa cho các cầu thủ. Vấn đề là khi thi đấu với Malaysia, khả năng tiếp xúc trực tiếp cũng khiến nguy cơ nhiễm bệnh cao. Bởi lẽ, đến thời điểm này, chưa rõ còn trường hợp nào của tuyển Malaysia đã bị lây nhiễm từ nhóm 4 cầu thủ phải cách ly trước đó hay chưa.